các loại phụ kiện dành cho cửa lụa. Cửa lụa là loại cánh cửa khi mở cánh cửa trượt theo phương nằm ngang và cạnh đáy cửa song song với mặt đất. Thường được áp dụng trong các thiết kế cửa tủ áo trượt lụa, cánh cửa đi loại xếp gấp hoặc lụa gọn áp vách. Ưu điểm của cánh cửa lụa đó là tiết kiệm không gian cánh mở. Nhược điểm đó là phụ thuộc vào chất lượng phụ kiện bánh xe trượt, khả năng chịu tải trọng, khả năng vận hành các bánh xe có nhẹ nhàng hay không. Chúng ta sẽ phân biệt hai dòng sản phẩm phụ kiện cửa lùa dành cho cánh cửa tủ với yêu cầu tải trọng nhẹ và loại dành cho cánh cửa đi với tải trọng nặng. Đối với cánh cửa tủ, việc thiết kế đi kèm thường là cánh cửa được thiết kế đặt trên thanh ray lùa và một tủ thường có hai cánh. Sau đây là một số loại bánh xe cửa lùa dành cho tủ với tải trọng nhẹ, chẳng hạn các cánh cửa tủ nhỏ. Đối với loại này thì thiết kế bánh xe nhựa nhỏ, giá thành rẻ, không cần cơ cấu phức tạp. Bên cạnh đó, với thiết kế cánh cửa tủ lớn chẳng hạn tủ áo thì yêu cầu bánh xe lùa cho khả năng chịu tải cao hơn, thiết kế bánh xe đi kèm bạc đạn bi và bánh cao su hoặc bánh nhựa dẻo cho vận hành êm. Chúng ta có thể tham khảo một số mẫu như sau. Về việc lắp đặt, đi kèm với mỗi loại bánh xe lùa phụ thuộc vào kích thước và kiểu dáng của bánh xe thì thiết kế thanh trượt lắp đặt cạnh trên và dưới của cánh cửa tủ sẽ không giống nhau. Chúng ta có thể liên hệ các nhà cung cấp tư vấn phù hợp. Việc lắp đặt, sau khi lựa chọn loại bánh xe và ray phù hợp thì quá trình thi công sẽ phay rãnh trên cạnh trên và cạnh đáy của tủ. Sau đó lắp đặt ray trượt lùa trên và dưới. Mỗi loại phụ kiện bánh xe cửa lùa sẽ có chốt gài trên sẽ bật ra khi đưa cánh cửa lắp đặt vào bên trong. Đối với cánh cửa đi, việc thiết kế thông thường là loại cửa lụa móc treo trên thanh nhôm định hình chữ U. Hoặc loại treo trượt trên thanh sắt lai dày 3mm. Ngoài ra, một số thiết kế với cửa nhôm nhẹ thì có thể trượt trên bộ phụ kiện cánh lùa đặt đáy. Việc lắp đặt với cánh cửa lùa đi. Đối với bộ lùa móc treo có hai lựa chọn là loại thanh ray trượt U kết hợp các loại bánh xe cửa lùa móc treo sau. Việc lựa chọn loại bánh xe lùa, số lượng bánh có thể là 4 bánh, 6 hoặc 8 bánh tùy vào nhu cầu tải trọng của cánh cửa. Đối với thanh lùa U cần hỏi rõ nhà cung cấp có phù hợp với kích thước của bánh xe đi kèm hay không. Đối với loại cửa dùng thanh ray lai dày 3mm và bộ bánh xe xẻ rãnh sẽ cho khả năng vận hành ổn định, khả năng chịu tải cao và cũng như tính mỹ thuật khi lắp đặt rất đẹp.
Có nhiều loại kích thước bánh xe khác nhau, có thể liên hệ nhà cung cấp để nắm rõ thêm thông tin chi tiết. Bên cạnh đó, các phụ kiện đi kèm khác bao gồm khóa cửa lùi dành cho tủ và khóa cửa lùi dành cho cửa đi. Đối với các loại khóa chốt cửa lùi, chúng ta có các sự lựa chọn, chẳng hạn như các loại móc gài, các loại chốt, then cửa cũng như khóa. Các vấn đề gặp phải khi sử dụng các phụ kiện cửa lùa. Với cánh cửa đi dùng loại thanh U, cần chú ý tới kích thước thanh U phù hợp với mỗi loại bánh xe là khác nhau. Nếu cánh cửa đặt ở môi trường ẩm ướt thì lựa chọn loại bánh xe được gia công bằng vật liệu inox không rỉ. Với loại cửa đi dùng thanh ray lai dài, cần chú ý nhà cung cấp đảm bảo thanh ray thẳng đều, không bị cong vênh hoặc có điểm nối trên ray, đảm bảo quá trình vận hành nhẹ nhàng êm ái. Cần chú ý với cánh cửa đi, khi lắp đặt cửa lùa cần có bắt chốt chặn hai đầu cánh cửa, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Lựa chọn loại tay nắm phù hợp, bởi vì cánh cửa lùa có xu hướng trượt ngang, việc lắp đặt tay nắm nổi sẽ làm tay nắm không bền. Do đó nên lựa chọn lắp đặt tay nắm âm trên cánh cửa lùa sẽ tốt nhất. Các cánh cửa đi hạn chế sử dụng loại bánh xe lùa đặt dưới, vì quá trình lắp đặt thanh ray dễ bị tác động bởi người sử dụng trong quá trình đi lại. Cánh cửa khi mở sẽ không ổn định và dễ bị trật ray. Cánh cửa lùa còn có một số thiết kế gấp xếp. Việc thiết kế này thường là dành cho loại ray trượt U kết hợp bánh xe lùa và các bản lề lá cửa đi. Để thi công các cánh cửa này, cần tư vấn lựa chọn đúng loại bánh xe cửa lùa phù hợp. Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc các đại lý phân phối để nắm rõ hơn. Xin cảm ơn và chúc quý khách thành công!